Giấu thành công con bi cái về sau lưng bi mục tiêu số 4 và 5. Rồi, chúng ta đã thấy được một tình huống. Vậy. Hiện tại chúng tôi đã có 3 luồng phát sóng trực tiếp song song giữa hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết của giải Hà Nội Open Bull Championship 2023 và một trận đấu giao hữu, trận đấu giao lưu giữa FN Reyes và Nguyễn Anh Tuấn trên màn ảnh của quý vị và các bạn đây. Rồi bây giờ hình bi này thì chẳng còn một cái tình huống gì nữa, trừ khi là Tuấn Con tự tạo tình huống cho mình thôi. Rồi có lẽ là một tình huống cố tình điều để cân những chia sẻ rằng mong rằng fan hâm mộ hãy để cho ý được thể hiện lối đánh bản năng cá tính của anh ấy trong trận đấu này, và tôi nghĩ rằng điều đó là một điều hoàn toàn hợp lý với tính chất của một trận show match. Vâng, một đối chưa kịp nhìn xem. Vâng, và đã là... Vâng, có lẽ là Mr. Sung Creation này là một bàn cực kỳ khó đánh thưa các bạn. Khó đánh và khó để có được những cú đề pa chất lượng. Rồi, với cái má con bi số 2 và... Một tình huống thủ bi tốt. Tôi nghĩ với một cái trận đấu có tính chất như thế này thì cả hai cơ thủ có thể thoải mái để đưa ra những cái đường đánh ngẫu hứng nhất có thể. Vâng, cú băng vừa rồi có ý đồ là gì vậy? Tôi nghĩ là một tình huống chạy đạn muốn kéo con cái về phía xa màn ảnh của chúng ta, tuy nhiên là không thành công tới từ FN Reyes. Đây rồi. Ừ, bay bổng. Một cú chặt băng tốt, tuy nhiên là sẽ bị cò tay trong tình huống xử lý con bi mục tiêu số 5 này. Sẽ phải lấy cái lết và dựng cao nó lên thôi. Rồi, đã xử lý thành công con bi mục tiêu số 5. Trên bàn chỉ còn lại 4 con bi với một cái hình bi có lẽ là chẳng có gì để chơi nữa. Tỷ số
khả năng rất cao sẽ được cân bằng một đều cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, chính xác là như vậy, đã là một đều cho đại diện của Việt Nam chúng ta. Rồi, chúng ta đang được xem lại những highlight của rack thi đấu vừa rồi. Nhưng tôi nghĩ rồi, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến chính trong trận đấu này. Tình huống sẽ diễn ra ngay ở con bi mục tiêu thứ hai thôi. Kiểm soát được vị trí ổn để có thể ăn được con bi mục tiêu số 2. Tuy nhiên sẽ hơi cò tay một chút. Vâng, gì đây? Đúng là một trận đấu mang... từ các bạn. Không, không. Cái đi đâu? Rồi, một tình huống chạy đạn tốt. Rồi, gì đây? Một tình huống cài rất nhiều áp phê bên tay trái. Rồi, 5, 6, 7, 9, 4 con bi ở 4 vị trí quá đẹp và thuận đường để tìm đến nhau. Rồi, cái má này thì hơi lụt một chút. Vẫn sẽ là trong tầm kiểm soát của Nguyễn Anh Tuấn mà thôi. Vâng, chính xác, trận đấu này là một trận đấu giao lưu thưa các bạn. Với những người theo dõi VR từ lâu thì chúng ta không còn lạ gì với cái châm ngôn của FNRS nữa. Chỉ cần có tiền là được. Tuy nhiên là đến cái thời điểm này thì FNRS cũng đã lớn tuổi rồi. Tình huống chạy an toàn tới từ FNRS. Rồi, một tình huống thủ vi tốt. Có lẽ là một tình huống A băng gót con một, những cái lắc đầu nhẹ tới từ FNRS. Những cái lắc đầu xuất hiện trong một trận đấu mang tính chất giao hữu. Tình huống này thì cụ xử lý như thế nào đây? Đây rồi, đây rồi.
tình huống múa đầu tiên tới từ FNRS. Tình huống cân hai băng cộng 1-4 tới từ huyền thoại người Philippines. Cần thế mới là cần chứ. Rồi, với cái hình này thì sẽ là hết thôi. Tuy nhiên là có lẽ chúng ta chờ đợi rất nhiều vào những pha xử lý mang tính ngẫu hứng hơn là một tình huống dọn bàn thông thường. Chúng ta cùng chờ xem, chờ đợi FNRS sẽ có một tình huống gọi là BA 6 lỗ, cân đủ 6 băng. Ấy Tuấn Con tới từ Việt Nam và huyền thoại FNRS. Home match giữa FNRS và Nguyễn Anh Tuấn. Và bên cạnh trận đấu này là hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết của giải Hà Nội Open World Championship 2023.